rớt bây giờ. Ôi giời ơi. Đi câu chở nước nữa cậu. Mày hôm qua tao thấy vẫn còn thôi đâu. Cái gì? Mấy quá hả? Mấy đồ cát nó uống ghê lắm. Uống là cả xô rồi. Ba con phải đá đá ngon mà con nhỉ. Chịu sổ con đi. Con đang đầu đi khóc lọt lọt lọt. Chí A Cam cũng cùng con thả đi luôn. Con phải hả? Có gọn học con người tám đầu này ra phải ra kem này. Mà châu bắt đấy ở đó. Tìm phải hả? Bắt đầu một tập luôn. Bốn chữ khỏe lắm. Chân bật to đấy. Cái loại là kim, kim đá này phải không bán rẻ nữa. Đi sổ qua sổ lâu mà bóp con lo thao con chim con rồi ông này. Cá ăn ăn vừa rau không tám? Ăn vừa rau. Chim bây giờ chỉ nuôi hết đấy. Không ai đẻ nữa thì đẻ thì hết đấy. Đúng không? Bây giờ có con ăn bạch cho mai mai không có? Dạ không, anh nào có ai? Phải, có ai rồi. Mà nó đục lòng người ta cũng chịu cái việc rồi đấy. Chị ơi, nó đục cái gì? Đục rồi, nó đục cái gì? Còn ai đâu mà đá? Như vậy là đá rất đá với chín rồi đấy. Ăn rau. Bây giờ nó coi đóng đầu phản ứng rồi sao? Con đứng cho con đỏ em sang đây. Quá sát luôn. Quá sát luôn đấy. Sát luôn, sát luôn, sát nữa. Rồi. Rồi được rồi. Chẳng chỉ thấy lông rồi.
nó đấm ướt nhẹ rồi, mà nó không chịu thấy, ướt nhẹ phải 2 tháng nay rồi. Qua hàng chí mà không ra can với con thì phải đi đi dạo rồi, qua đẻ à? Sổ với con phải bóp lại học á, đó, học, có bóp con này, có một chim con lại. Đưa trong sân luôn, đâu sân sắp về rồi. Lập. Con lập. À đưa lập. Điều bóp lên không luôn. Con luôn mà lấy. Con lập đó con luôn mà lấy. Thế là chỉ ra can cuối cùng con phải bung luôn. Nó đang bóp con kia mà đi ra con nghe bổ mà đi ra nhát đi bung. Qua sổ còn cú da kem không phải nói cán giờ bảo sắp bóng đá 3-5 thì ta để luôn phải qua đây trẻ châu quách con đấy kéo nào ở đây không? Có đó. Đó. Chết mặn. Đang đập chửi gì đó. Cái lửa lên đó. Sáng giờ ôm bàn tới đồng hồ lát nó lại ôm bàn nữa. Cát cho luôn. Chưa có xù đâu. Mà có tóc rồi, tức là xù. Có lửa đứng lại. Bắt mỏ này rồi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
khóa gửi rồi, bây giờ nắng không biết giờ gửi sao. Khóa gửi rồi, bây giờ nắng không biết giờ gửi sao. Không có xe, không biết gửi. Cái gì tận ra này nặng. Bác mà kêu không có xe, không biết gửi.